xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Lại vài trở về với kênh Vương Lan, cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Ba chồng Lan ra đi rất là đột ngột, cho nên là đây là một cú sốc của gia đình. Lan cũng không muốn quay mất cái video này đâu, nhưng mà lúc này thì Lan vẫn chưa biết chuyện gì. Nghe tin dự ở công trình điện thoại về, thì mẹ chồng Lan là chuẩn bị giấy tờ nè, hộ khẩu, giấy chứng minh để gấp rút đi lên bệnh viện gặp ba. Chưa có ai biết là lần này là gặp ba một lần sau cuối. Lúc này là ông xã của Vương Lan đang rất là bất thần. Trong lòng anh ấy hình như đã biết là ba không còn, nhưng mà cũng đang cố nén. Bây giờ thì cũng chuẩn bị xong hết trơn rồi nè. Lan và mẹ cùng đi để đi lên trên đó coi là cái sự việc như thế nào. Từ cái ngày đi đến cái ngày đưa ba về, mưa rất là tầm tã. Có nỗi đau nào bằng khi hay tin người thân của mình ở bên ngoài gặp nạn. Lúc này á, mẹ chồng của Vương Lan rất là đau khổ luôn. Lan cũng không biết là phải an ủi những gì. Lan chỉ biết là kêu mẹ ơi nín đi, không có chuyện gì đâu. Lúc này thì Lan cũng đâu có biết chuyện gì đâu mà nói. Trời mưa dữ lắm chứ ông bà con chú anh chị. Trời rất là mưa luôn. Nhưng mà vợ chồng em thì không lái xe đi được, tại vì xe hư rồi á, không lái xe đi được. Vậy em vui chơi chứ lì ạ, mang dâu chú sơ cô chị. Chơi lì xuyên sơ chán. Tiểu Huệ, nó vẫn là một đứa con nít. Nó chưa biết những cái chuyện đau thương buồn phiền khi mất mát. Nào trên miệng cũng hỏi là ông nội con đi đâu rồi, ông nội tốt của con. Bây giờ thì Lan và ông xã cũng ở trong phòng vé rồi nè. Từ ở cái chỗ của Lan á, đi qua bên cái chỗ của ba chồng Lan á, là cách tới 8-9 tiếng đồng hồ. Xe thì nó hư rồi, không có chạy đi đâu xa được. Mình phải mua vé rồi lên đó đợi chờ. Thật ra lúc này á, thì cả gia đình ai cũng rất là sốt ruột. Người sốt ruột và đau lòng nhất lúc này á, chính là bà nội Tiểu Huệ và anh Bảo Sinh. Lan phải gọi đây đợi 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ thì mới đi lên trên Vũ Hán được nha ông bà cô chú anh chị. Chào ông bà cô chú con. Chào ông bà cô chú. Khang chơi liền về đây. Khang chơi. Khang chơi ông bà cô chú. Trên đoạn đường đi gặp ba thì chồng của Vương Lan là nén nước mắt rất là nhiều. Anh ấy muốn khóc dữ lắm nhưng mà anh ấy không dám khóc. Còn em thì cũng như mà là một cái đứa không biết gì cả, tại vì anh ấy cũng không có cho em biết. Anh sợ nói ra cho em biết đi, lỡ mà em khóc hoặc là mẹ ở kế bên mẹ nghe được, anh sợ là mẹ không có chịu nổi được cái cú sốc này. Trên đường đi mà mưa tầm tã hết. Tội nghiệp bà nội Tiểu Huệ rất là nôn nóng luôn. Lan á, chỉ suy nghĩ là ba bị tai nạn thôi, chắc là bị gãy chân rồi, chắc là do đau quá cho nên là ba không có điện về.
là anh cứ lúc nào cũng hỏi Bảo Sinh là ba có điện về không, ba có điện về không. Thì Bảo Sinh nói là không có được hỏi gì hết, em im đi, em im lặng đi, không được hỏi. Khi mà anh Bảo Sinh mua vé không có kịp với ông bà cô chú anh chị, phải đợi cho tới 7-8 giờ tối mình mới có vé đi về bên Giang Tây. Lúc này đó, ảnh đã bắt luôn xe taxi bao từ ở trên Vũ Hán đi qua tới Giang Tây. Tính ra đoạn đường từ ở trên Vũ Hán đi tới Giang Tây là 200+ cây số. Lên đường đi thì mấy mẹ con cũng không có ăn được cái gì hết. Thật sự luôn là ăn không có nổi cơm. Anh kêu anh Bảo Sinh đi mua cho mẹ trái bắp nè, với lại mấy cái xúc xích. Mẹ với Tiểu Huệ ăn cho đỡ đói. Từ cái chỗ này nè đi qua tới bên ba là tới 7-8 tiếng đồng hồ. Đi lên tới chỗ thì cũng đã tối rồi. Làm cũng sợ là mẹ ngất xỉu giữa đường nữa. Giờ thì cũng đến nơi rồi nè. Đi đến đây thì lúc này ông xã của Vương Lan cũng còn giấu chứ không có dám nói. Rồi kêu em trai đặt một cái khách sạn để cho mẹ vào đó, rồi sẽ nói cho mẹ nghe từ từ. Đến cái lúc này là Vương Lan cũng chưa biết cái chuyện gì xảy ra luôn. Chỉ biết là ảnh kêu đi vào trong cái khách sạn này ở đi, rồi mình sẽ đi qua bên bển để gặp ba sau. Em chỉ biết là như vậy thôi. Anh chỉ quay đến cái lúc mà đưa mẹ vào khách sạn thôi. Những diễn biến sau đó đó đối với Vương Lan thì cũng rất là bất ngờ, cho nên là Lan không có quay lại. Và khi bây giờ thì đám tang của ba cũng đã làm xong, thì cái lúc này nè Lan rảnh rỗi cho nên là quay lại một khúc nữa. Lan phải phụ giúp lo cho khách ăn uống và phải làm tròn cái hậu sự cho ba. Tuy mình là dâu nước ngoài nhưng mà cái gì tiếp được thì mình tiếp. Ba chồng Lan ra đi là do một cái tai nạn lao động. Và cũng từ cái số tiền đó mà em dâu của Vương Lan mới sợ mẹ thiên vị với vợ chồng Lan. Nhưng mà thật sự Vương Lan và ông xã Vương Lan không bao giờ ngắm vào cái số tiền đó cả. Phải chi ba còn sống thì nó còn quan trọng hơn rất là nhiều. Lan cũng không muốn nói nhiều về chuyện gia đình mình, cho nên là Lan chỉ là cắt một khúc nào đó để đưa lên thôi. Sáng vừa an táng cho ba xong thì buổi chiều em dâu Lan bảo Lan là đi kiếm việc làm. Lan có nói là Lan không có đi làm được tại vì không có quốc tịch. Thì em ấy mới bảo như vậy, em đăng cái khúc này thôi. Vừa lại, vừa tròn tới lại vừa lá tròn à. Vừa, nghỉ chí khăn hay sao mẹ? Sự chỉ quan mà. Sự chỉ quan sẽ khởi cha rủ cho bên đó là cơ ly khả. Sao hô hay sẽ khởi xăm bác. Cái video này nè rất là dài luôn, nhưng mà Lan cũng không muốn đăng lên nhiều. Đây cũng là một cái gọi là tôn trọng anh Bảo Sinh. Vì chuyện gia đình trong nhà ảnh bị lục đục mình nói nhiều quá thì đối với ảnh cũng không có tốt. Tự nhiên ba vừa mới qua đời, được đền một tí tiền để cho mẹ chồng dưỡng già, thì bắt đầu là em quay qua điều tra lương của em và lương của ông xã. Và nói chung là vẫn còn rất là nhiều chuyện mà Vương Lan không muốn đăng lên. Mong quý ông bà cô chú anh chị thông cảm nha. Bây giờ thì ăn cơm lại ăn nha mọi người. Đấy, những cái món này bọn em là đám cho ba. Còn rồi mình cứ hâm vậy mình ăn từ từ. Ba mất rồi thì cũng chỉ còn lại có mấy người cùng nhau ăn cơm nè. Tiểu Huệ thì không biết gì hết. Tiểu Huệ cũng chỉ biết là ăn uống này kia thôi. Cái gì ngon thì Tiểu Huệ ăn. Ừ,
Tiểu Huệ, con mời ông bà của chú ăn cơm rồi mẹ à? Ừ. Hả? Xe xe. Cho sư khai. Họ, hãy cho mama kia này sư khai. Sư khai là tôi tu ở điện, sư khai. Họ chơi điện. Ba ra đi là một cái nỗi mất mát rất là lớn. Cho nên là dù có chuyện gì đi nữa thì Lan cũng rất là nhịn. Tại vì vì chồng mình, vì mẹ chồng mình. Nhưng mà chuyện thì nó không có dừng lại ở cái mức ở đó. Rồi cuối cùng á, thì bây giờ á, anh em đường ai nấy đi. Nói thật luôn á, là gia đình Lan rất là buồn. Buồn nhất á, là bà nội Tiểu Huệ. Giờ thì video của Phương Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng. Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã theo dõi hết video.